xuống cái trong kia, còn cái cổng thì nằm ở ngoài này. Cái trong làng tiếng Khmer thì kêu bằng Hum thì ta là cái chỗ người ta tập trung. Này cây cầu, này là cây cầu, cầu cao. Người biết gọi là làng nhưng mà người Khmer thì kêu bằng Hum. Nhà trong làng à. Sát nhau. Cái này sẽ bán cà rem, chạy lồng vòng bán chung là. Ở đây người ta còn trồng nhiều. Quanh làng nó là ruộng. Ông tới trước này là ông đi mua chó nè. Ông này là ông bám ông mua bán chó.
tiếng mưa nữa. Thì điều quay riết bây giờ ở Tri Tôn này không biết quay chỗ nào nữa. Chắc lên kế hoạch đi chiến đi xa thì chưa biết đâu, đi đâu tính đi Đà Lạt và chưa biết có đi được không, trời ơi mưa bão quá trên Đà Lạt ơi, mùa này cũng mưa bão nhiều. Ở miền Tây thì cái này vẫn cục với trái bồ bông. Ở miền Tây á, các bạn đi nhất là ở cái vùng này thì thấy nguyên làng vậy thì là người Khmer rất đông. Và cái đặc điểm của mà có thể dễ nhận ra đó là mấy người ở dọc đường á thì thường là người người Việt, người Kinh, và mà ở trong làng thì là người Khmer. Còn ở chợ thì người Lai Hoa. Còn ở mấy cái làng lớn lớn như thế này là đa số là người Khmer. Cái xa xa là có cái chùa, xa xa là có cái chùa. Cho cá à. Dọc dọc đường thì thường là nhà người Việt Nam. Người Việt Nam thì hay sống dọc theo bên đường. Còn người Khmer thì người ta sống tập trung ở trong trong làng. Nói cái làng ở đây thường là nếu tính thành tỷ lệ phần trăm thì trong làng thường là theo tôi đoán là ít nhất cũng phải 90% là người Khmer.
người cũng có người Việt sống ở trong làng vậy, nhưng mà thường sống ở đó, mấy người mấy cái nhà ở ngoài này nè đa số là nhà người Việt, còn ở trong đó là người Khmer. Nói về thì mấy cái gia đình mà sống dọc bên đường vậy nè, đây là cái dãy nhà này đó, thường là đa số là người Việt. Lý do mà người Việt sống dọc hai bên đường là một mặt là cũng để có điều kiện mua bán, bởi vì người Việt thì ít đất, không có đất, tự ra mua cái miếng đất người ta cắt người ta ở để người ta mua bán, người ta sinh sống. Còn người Khmer người ta sống trong làng á, người ta tập trung lại ở trong làng, thì thường là những người đó người ta cha mẹ người ta sống lâu năm ở đây thì người ta có đất có đai, thì người ta làm ruộng, người ta làm ruộng rẫy, người ta sống được. Còn người Việt Nam thì phải không có đất đai thì người ta cắt nhà theo đường hoặc là gần chợ thì họ để là kinh doanh mua bán. Ở cái vùng này thì có ba dân tộc anh em sống chung với nhau, trong đó phải kể trước tiên là người Khmer, bởi vì khi các bạn đi vô tới cái huyện này thì các bạn đi đâu cũng thấy người Khmer hết, thấy chùa Khmer, thấy nét văn hóa Khmer hiện rất là hiện hữu. Còn kế tiếp là một cộng đồng nữa là người Hoa, nhưng mà cộng đồng người Hoa thì cũng không hiện rõ. Đa số người Hoa thì tập trung sống ở chợ, cuối cùng là người Kinh. Người Kinh với người Hoa thì nhìn cũng giống nhau thôi. Ở đây là cái chợ Khmer, chợ mới, đó là cái bến xe buýt luôn. Người Khmer với người Kinh thì nhìn cũng